các bạn đã đến với kênh Người Kể Chuyện Hôm nay chúng ta lại đến tiếp với chương 17 Đêm Thánh Nhân Thế là tròn 108 ngày đêm Bác sĩ Trương Vĩnh Cần đã sống với bà Mẫn Ở trên đảo Vượn Vàng Chờ vơ nổi lên giữa hồ nước xanh biếc Có một sự trùng lập tình cờ Nhớ lại năm nào Thuyên trường muối cá ngạnh Khoác chiếc ba lô con cóc bẹp rúm gió trở về với bà mẹ giờ người ở chợ cá Quảng Phú xứ mỏ tanh nồng mùi cá biển. Và mùi đã ngồi lì trên cối đá thùng trước ngôi nhà rách nát, lợp mái tôn, tường quay bằng thùng phi trên bãi cát. Mùi khá ngạnh ngồi lì 108 ngày đêm trên cái cối đá thùng trước một bãi biển ngập ngụa rác rưởi cứt chó cứt ngựa cứt người, để mà mơ tưởng, ngẫm nghĩ, xót so thương cho cái thân phận chó đẻ của mình. Rồi cuối cùng mới vụt hiểu ra rằng, cái cuộc đời này cái cuộc đời mà anh ta đang sống đây Thật là đơn giản Giống hệt như bãi biển đầy cứt thối hoang ngay trước mặt anh kia Và cũng giống như mặt biển mênh mông Đi tắp ra xa, xa kia Lúc nào cũng dì dào xôn xao vỗ sóng tới tận chân trời Còn bác sĩ Trương Vĩnh Cần sống cùng bà Mẫn 108 ngày đến trên đảo Vượn Vàng Thì ngày nào cũng như ngày nào Ông bác sĩ già giờ người cũng mò ra sau sườn đảo Vách đá dựng đứng Nơi có những cây mắt bão cành dễ xoắn suýt, lá to như tai trâu mọc, tung tóe trên đảo. Ngồi tựa lưng vào một gốc cây mắt bão xù xì nồi u mấu, chẳng suy nghĩ mơ tưởng xót thương cái gì. Mà ông bác sĩ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một người đàn bà trần truồng, tóc tai xóa sợi, da bụng thẳng căng. Mông nhọt, đùi săn, vũ chắc như nắm cơm, kéo lê tấm vó chạy nhông nhông trên mép nước, sáng loá nắng gió. Cũng phải nói dài dòng lôi thôi một chút, sau những ngày đãi đất, cát sòi đá quần quật vô cùng vất vả ở bãi vàng triềng động, rồi lại theo cô Kim Thoa du lịch ba lô nhờ xe ô tô của cha Tạc, bác sĩ Triệu, lên thị xã Buôn Nát, rẽ vào thăm trại cùi An Nam, dòng suối ngọt ngào, để rồi tối mò đi dự lễ bỏ mả của người Jarai Mật thì sức khỏe của bác sĩ Trương Vĩnh Cần cũng đã dần dần bình phục. Ông bác sĩ già ăn khỏe, ngủ tốt, uống rượu như thùng, ít mê loạn ú ớ hốt hoảng đầu đã bớt nhức và con run đất lấm láp lúc nào cũng ngoe ngoài ở cổ họng đã tụt xuống ruột già và mừng nhất là trí nhớ đã dần dần thoát ra khỏi những đám mây xám đục lùng bùng ươn ướt bầy nhầy để trở lại trú ngộ trong hộp sọ rỗng tuếch của ông sau đêm sắc go lễ bò mà cho ông phạm văn cổn thì cô kim thoa quyết định ở lại trải cùi an nan giúp bác sĩ Triều mở trường dạy chữ a chữ bờ chữ cờ xóa mù cho hơn 300 đứa trẻ rất ngoan, con cái của đám người đa sắc tộc, đông đúc, sống trong trại cùi an nan Cả cô Kim Thoa lẫn bác sĩ Triều, túm tay vít cổ ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần, tha thiết, mếu máu năn nỉ, giữ ông bác sĩ già ở lại trại cùi an nan Nếu bố thích thì, sau cái đêm sắc cô bò mà, bác sĩ Triều giờ chứng gọi bác sĩ Trương Vĩnh Cần là như vậy, thì chúng con nhất trí bỏ phiếu kín, bầu bố làm quyền hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở dân lập cấp 1 Nam Còn sẽ ra thị xã Buôn Nát, gặp bà giám đốc thị giáo dục, xin quyết định bổ nhiệm bố có ký tên đóng dấu đỏ chót hẳn hoi. Bác sĩ Triều rõng rạc tuyên bố như vậy. Còn cô Kim Thoa thì nũng nịu. Ông Trè phải ở lại đây với con. Bao nhiêu là việc con phải nhờ ông Trè đấy chứ. Cái bác sĩ Triều, chân tay cứng như gỗ lim gỗ táo. trí thức gì mà khôn con người ta đến ngạt thở ấy. Con kinh tởm lắm chẳng nhờ cậy gì được đâu thế nào chúng con cũng sinh cháu nên ông trẻ phải ở lại để con con gửi cháu mỗi khi con lên lớp vì con chẳng muốn thuê một cô gái dân tộc người gia rai ê đê sơ chiêng nào đó giữ trẻ vì rất ngại ngôn ngữ bất đồng trong khi bác sĩ triều và cô kim thoa ra sức co kéo dỗ dành thì ông bác sĩ già chỉ ngồi im lặng chẳng nói chẳng cười chẳng gật chẳng lắc nhưng cha Tạc là người chín chắn, suy nghĩ xa hơn, sợ rằng bác sĩ Trương Vĩnh Cần ở lại trại cùi An Năn lâu dài, chẳng những không giúp được gì mà sớm muộn còn làm vướng càng đôi chim trèo bèo rừng. của Kim Thoa và bác sĩ Triều đang náo nức, tha giác tha rơm với xây tổ hạnh phúc. Cuối cùng, cha Tạc đã nói gọn lọn. Hãy quên những nhập khẩu thường trú hoặc khai báo tạm trú cho bác sĩ Trương Vĩnh Cần ở lại trại cùi An Nan đi. Ông bác sĩ già hiền lành đơ đơ này chẳng thể làm vũ em Hoặc quyền hiệu trường hiệu phó gì được đâu Tôi nói thật nhé Đừng cho tôi là vơ vào Hãy để cho ông bác sĩ giờ hơi này Đi theo tôi Làm công việc từ thiện Giúp đỡ kẻ khó Vì căn tính của ông Xem ra còn gần đức chúa cha hơn cả lũ ba chúng ta Đang đứng nhăn nhó ở cái cõi nhân gian nhỏ hẹp khốn khó Bị lãng quên này Lời lẽ của cha tạc tuy gọn lỏn cộc lốc cứng rắn nhưng xem ra có vẻ lọt tai nhất Là với đôi tai của bác sĩ Triệu Nên ngay lập tức Anh bác sĩ đồng rừng kia gật gù lia lịa Nhưng cô Kim Thoa thì đâu có chịu Chát Tạc vừa nói xong Thì cô đã nhảy thách lên Ao ao tuôn ra bao nhiêu là lý lẽ tít của mây Nào là không thể để một người già ốm đau bệnh tật như vậy Làng thang này đời mai đó Nào là hoàn cảnh ông bác sĩ già bây giờ cần được giúp Chứ không phải là đi cứu giúp người khác Vì ông bác sĩ già còn là kẻ khó nghìn lần, tỷ lần hơn những kẻ khó khác, vân vân và vân vân. Ấy là chưa muốn nói sòng phẳng ra đây. Là bác sĩ Trương Vĩnh Cần là bố nuôi của em, chứ đâu có phải là bố nuôi của cha đâu, thưa Đức, cha mồng văn tạc kính mến. Tự dưng cô Kim Thoa lại phịa ra cho Thoa Tạc một cái họ vớ vẩn như vậy. Anh Triều là bạn thân của cha, anh ấy nể cha, chứ lý lẽ của cha thì vẫn chưa thùng cái màng nhĩ của em được đâu. Cha còn gì để thuyết phục để em không ạ? À? Xin thưa Đức Cha kính mến Đại khái của Kim Thoa cứ ảo ảo đáo để tuôn ra tít của mây như vậy Tất nhiên là cha Tạc đâu có chịu thua Ngay lập tức cha Tạc cảnh báo rằng Rồi đây cô Kim Thoa sẽ ân hận khi giữ ông bác sĩ già ở lại Sống cùng một mái nhà với vợ chồng cô Bởi vì tự cổ trí Kim Bao nhiêu gương tài liếp còn sờ sờ ra đấy Bởi vì căn tính của những ông bố vợ già khú đế Giờ người ngang như cua, hách như tránh tổng Là vẫn thích chọc ngoáy vào đời sống riêng tư của đôi vợ chồng mới cưới, để cuối cùng cũng xảy ra sự oán thù ngút trời với chàng rẻ. Ai dám can vang rằng không có một ngày, ông bác sĩ già trong Vĩnh Cần không sơi một quả đấm trời dáng của bác sĩ Triều. Và lúc ấy, thì cô Kim Thoa biết đứng về phía nào, biết bơi nhai. Ấy là tôi chưa muốn lưu ý với em. trả tạc cảnh báo thêm, em định giữ ông bác sĩ già giờ người này lại làm vũ em cho con của em ư? nên nghĩ lại bởi vì chỉ có ngu mới nhờ một người mát mát đơ đơ tâm thần phân lập du thể nhẹ trông nom con cho mình trong khi cô kim thoa và cha tạc đấu khẩu lời qua tiếng lại đôi co như vậy và số phận ông bác sĩ già hiền lành giờ người cũng chưa biết giặt về bên nào đi theo bên nào thì vào đêm ngày thứ tư sau cái đêm rửa nồi sắc go huyền bí vui nhộn trong lễ bỏ mà của tộc người Thu bác sĩ trương vĩnh cần nằm mơ gặp lại hồn vía phạm văn cổ và khoảng nửa đêm đang nằm co do trên tấm phản góc nhà gáy rờ r ngủ ngon lành như một con chó già thì bác sĩ trương vĩnh cần bỗng nấc khắc lên một cái rồi vẫn nhắm tịt hai con mắt chống tay lồm cồm bò dậy đầu ông rức như bố bổ hai vai đau như dần người choáng váng nôn nao trong cổ họng lại có con run to tướng trơn tuột tanh tưởi bỏ lên bò xuống ngoe ngoài rất khó chịu trống hai tay xuống phẳng, ngồi thư người ra cố hít vào thở ra vài hơi thật sâu một lúc lâu bác sĩ cần mới từ từ mở mắt ra và bỗng nhiên ông bác sĩ già lại thấy mình đang đứng lọt thỏm giữa ngôi nhà mồ lùng cùng những chum cùng chóe bát đĩa dây nhợ lấm bê bết cùng những bẹ chuối những mâm lá chuối ướt nhoét tròng trơ lòng tròng mang gỗ đầy phè thịt tươi tiết canh ruột ra ruột nó đỏ hòn có một điều lạ lùng là ngôi nhà mồ mới hôm qua hôm kia còn ngay ngắn đẹp đẽ, tươi tốt, sặc sỡ vui mắt thế. Bây giờ đã hóa thành một ngôi nhà mồ mục nát, tiêu điểu rúm gió hoang phế. Nhớ khi xưa, hàng cột dốc vỏ bôi dầu thẳng tắp bóng loáng sưng sững như cột trống trời. Giờ đây đã bị mối đục tơi bời nham nhở, đồ rụi xuống, cong queo như mấy bộ xương khô cháy đen, sắp sửa tan biến vào lòng đất. Chỉ còn duy nhất cái cây cột cất nóc là không bị mục nát, không những thế, lại nảy ra hàng chục búp lá non mơn mờn, bóng nhẫy, đang phè phầy đong đưa tỏa ra mùi nhựa cây thơm lừng. Nhoáng một cái, bác sĩ Trương Vĩnh Cần lại thấy ông đang đứng chơ vơ giữa khoảng đất rộng mênh mông, xanh gì cỏ cây hoa lá, lao xào, um tùm tươi tốt. Ông bác sĩ già ngước nhìn lên bầu trời âm âm u u, rồi lại cúi xuống ngó nhìn cảnh vật cây cỏ mơn mờn, xa gần xung quanh, đang xào xạc chập chờn mông lung chìm trong một thứ ánh sáng đùng đục bàng làng như không có thật thứ ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy trong một thế giới khác nào đó là thế giới của những giấc mộng ma mị lẽ nào ta đang thức dậy trong một giấc mơ ông bác sĩ già phân vân hoang mang ngơ ngác tự hỏi như vậy rồi ông cấu nhảy vào mũi chẳng thấy đau gì cả ông lại cấu thật mạnh vào mông đít cũng chẳng có cảm giác gì như vậy là ta đang lạc vào thế giới ảo giác của giấc ngủ hoặc của những cơn đau bệnh lên cơn tâm thần phân lập rồi buồn thay nản thay chán đời và xấu hổ thay cho cái thân phận của ta biết chừng nào những tháng ngày qua kể từ ngày rời khỏi nhà xác đi giang hồ lang thang vô định đã có không biết bao lần bác sĩ cần rơi vào hoàn cảnh như thế này ông nằm ngủ như chết ngáy khò khò và bỗng nhiên nhìn thấy mình chống hai tay lồm cồm bò dậy mỗi lần như thế bác sĩ cần lại tự cấu véo thật đau vào mũi và mong đít có khi còn cấu vào rốn ông véo thật lực nghiến răng véo thật lực như dứt thịt ra cho đến lúc cái đau bất ngờ ập đến và lôi thốc ông ra khỏi giấc mộng cơn mê mệt mung lung đang hành hạ ông nhưng lần này ông không hiểu tại sao ông bác sĩ già lại chẳng muốn tự mình làm mình tỉnh dậy nữa Ông không nghiến răng tiếp tục câu véo mũi, câu véo mông đít và rốn của ông nữa. Ông ngồi bệt xuống đám cỏ, chống hai tay, đỡ cầm, dòng hai tay nghe ngóng, mở thật to hai con mắt nhìn đăm đăm vào cái khoảng không mờ đục mung lung chập trờn trước mặt. Ông bác sĩ giả cứ ngồi như thế, im phắc, cứng đờ, ngày đờ y hệt như một pho tượng nhà mồ. Có lẽ nếu ông bác sĩ già cứ ngồi mãi như thế, thì cuối cùng ông cũng hóa thành một pho tượng gỗ thực sự. Bác sĩ Trường Vĩnh Cần cứ ngồi như thế mãi, ngồi mãi, ngồi mãi, cho đến khi có tiếng bước chân người, đạp sao sạc trên lá khô, trên cuội sỏi rồi từ trong đám khói xương đùng đục, bảng lạc, chập chờn phía trước mặt, nhô ra cái thân hình trắng lúc, mỏng dính trong suốt tiểu tuệ như nắm rẻ rách của ông Phạm Văn Cồn. Vừa trông thấy bác sĩ Cần, ông Phạm Văn Cồn hú lên mừng rỡ rồi nhào ngay tới, trợn ngược hai con mắt tam giác trắng ra. Giá. Ôi ông ơi là ông ơi, thật khốn khổ cho cái xác ma của tôi. Bà Dung bà Rai cứ nhất định không chịu đăng ký hộ khẩu cho cái xác ma tôi. Bà Dung bà Rai đuổi cái xác ma của tôi ra khỏi thế giới ma khu lâu ở dưới lòng đất tối đen của hai bà rồi. Ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngơ ngác, ngây mặt chẳng hiểu gì cả. Ông bác sĩ già hơi sợ, hơi cuống khi thấy cái mặt ma của ông Phạm Văn Cồn Cuốn cong như miếng da trâu thuộc rối hôi thối cứ áp sát vào lưng và cổ vào mặt ông làm ông nghẹt thở chỉ muốn hắt xíu hơi thật mạnh cái mặt ma gia châu thuộc dối đó dò xuống mấy giọt nước trong vắt và phào một điệu cười nhạt nhạt lạnh buốt thật là trời cao đất dày chẳng thể hiểu được tại sao đời tôi lại khốn nạn như vậy gần hết cả đời ngồi trong tù làm bạn với con dế con cóc có một đứa con gái thì hóa điên hóa dại, cười trần, cởi chuồng, ngồi hít bã mía cạnh đống rác thối khắm ở cổng chợ. Bây giờ đã chết, hóa thành xác ma rồi lại bị bà dung bà rai đuôi quẩy quậy. Ơ, ờ, ơ hay thật, tôi biết xoay sở thế nào bây giờ hả ông bác? Nếu còn sống thì cầu mong quỷ thần vật chết tôi đi. Nhưng bây giờ tôi đã chết rồi, hóa thành con ma rồi thì làm sao được nữa hả ông? Bây giờ... Tôi là con ma hoang, không nhà, không cửa, không đền chùa miếu mạo, chỉ còn biết bay vật vờ lang thang trong rừng thẳm. Ôi ông bác ơi, ông bác dón tay làm phúc, giúp tôi một việc có được không? Ông bác làm phúc đưa hồn ma về lại dưới suối, lang thang vật vờ nơi rừng thiêng nước độc lạ lẫm này, tôi mỏi lắm. Mấy đêm nay tôi đã tính nát nước ra rồi, dù sao về dưới đó vẫn còn quen cảnh quen người ban đêm hồn ma tôi sẽ nương náu vật vờ mấy bụi ruối, bụi gai ngoài cánh đồng. Ban ngày hồn ma tôi sẽ lùi vào trong mấy cái miếu hoang, dưới gốc đa, rình ăn chạc chút hương tàn oàn nguội vậy. Cái mặt ma giao châu thuộc ông Phạm Văn Cồn lại dí sát vào mặt bác sĩ Cần. Hà hơi thối hoang, tành đến lộn mửa. Rồi tự dưng có một bàn tay vô hình nào đó, túm lấy tóc ông bác sĩ già, lôi ông đứng bật dậy một bàn chân vô hình nào đó đá thốc vào mong đít ông bác sĩ. À lên hấp, thế là như một kẻ mộng du, bác sĩ Trương Vĩnh Cần hú lên một tiếng, cắm đầu lao bồ về phía trước, ổ té chạy. Thật nhiên là ông bác sĩ già u té chạy thẳng vào dương thảm, không giống như những lần trước u té chạy dưới đồng bằng. Ông bác sĩ già cứ nhảy đại qua mương, qua ngòi, lội bì bóng qua ruộng, rồi vắt chân lên cổ, tế lên như con trâu đứt mũi, phóng dàn rát trên đường đất, đường cấp phối, đường nhựa. Lần này bác sĩ cần u té chạy trong cánh rừng thảm trăng chịt cây cối dây nhợ bụi rậm trên miền thượng ngàn. Bác sĩ Trương Vĩnh cần u té chạy. Ông chạy như phát điên phát rồ. Lúc nào cũng có một bàn tay vô hình túm chặt lấy tóc lôi đi. Và thỉnh thoảng lại có một bàn chân vô hình khỏe ghê gớm. Đá bốc vào mông đít ông bắn vọt về phía trước. Có một điều lạ là rừng thảm đại ngàn thiên la địa võng rậm rạp trăng chịt cây cối như vậy. Mà ông bác sĩ già cứ chạy phăng phăng Cái kiểu u té chạy như vậy Thì chỉ có bị ma đuổi Bác sĩ Trương Vĩnh Cần cứ chạy như thế Ba ngày ba đêm Thì vọt ra khỏi rừng già Và lao xuống một cánh đồng bằng mênh mông rào rào sóng lúa Tới đây thì bàn tay vô hình Tóm tóc ông bác sĩ tự dưng biến mất Và ông bác sĩ già cũng không thấy Bị đá bôm bốp vào mông đít nữa Như vậy là bàn chân vô hình Khỏe ghê gớm ở phía sau Cũng biến mất có thể hiểu là về đến đồng bằng rồi thì hồn ma ông phạm văn cồn đã buông thang bác sĩ già và tạt vào chú ngụ nương tựa trong một cái miếu bỏ hoang nào đó cạnh bến sông bến đò rồi đáng lại già thì bác sĩ trương vĩnh cần ngã quay lơ ra nhưng chẳng hiểu tại sao ông bác sĩ già vẫn cứ cuồng lên như một con chó già nồi cơn điên u té chạy bán sông bán chết thêm hai đêm một ngày nữa tới ngày thứ ba đàng phằng phằng phóng trên đường cái quan thi gan cùng một con trâu đứt mũi thì bỗng nhiên có một trận cuồng phong nổi lên đùng đùng cát chạy đá bay mù mịt rồi một cái vòi rồng xoáy tròn mù mịt đen sì nhấc bồng ông bác sĩ già lên như nhấc một cái lông gà tung ông lên cao cuốn vút ông đi mười mấy cây số rồi quăng ùm um ông xuống một cái hồ nước mênh mông đúng lúc đó trời lại sầm sập ập xuống cơn mưa dữ dội mặt hồ nổi giận cuộn sóng ngoạm lấy ông bác sĩ già như ngoạm một con mồi Di mông xuống tận đáy hồ Rồi lại nâng ông lên và ném ông văng vào một hòn đảo xanh dợp cây mắt bão. Có hàng ngàn vượn lông vàng Đuôi dài đang đuổi nhau trí chóe Mà dân quanh vùng vẫn quen gọi là đảo này là đảo vượn vàng Bây giờ quay lại chuyện bà Mẫn Là người đã cho bác sĩ cần ăn nhờ đậu trên đảo vượn vàng Bà Mẫn nói tiếng Nam Bộ leo lẻo, dèo kẹo, đã ngoài 70 tuổi, trạc tuổi ông bác sĩ Trương Vĩnh Cận nhưng tóc vẫn còn đen nhánh, chưa hề có một sợi bạc, bụng căng, da trắng, mông nhọn, đùi săn, hai vú chắc mẩy nhai nắm cơm. Chồng người ngợm tôi thế này, ai cũng ngỡ tôi là gái chưa chồng, hoặc quá lắm thì nhầm là gái một con trong mòn con mắt. Chỉ có đầu ngờ tôi đã là bà mẹ của ba đứa con. Mặc dù cho đến hôm nay, cả 13 đứa đều đã xanh cỏ cả rồi. Tôi nói vậy có ai tin không nhỉ? Và cũng giống như những người đàn bà Cuộc đời quá nhiều nỗi đau khổ éo le Về già thui thủi cô đơn Bà Mẫn cũng xa đà vướng vào nghiện ngập Người ta nghiện trầu Nghiện thuốc lá, thuốc lào, thuốc viện Mà túy, cần sa Nhưng bà Mẫn thì lại nghiện kể chuyện Đêm nào cũng vậy Vào khoảng canh ba, canh tư Là bà Mẫn thức dậy Lần đến đầu giường có bác sĩ cần Làm nhàm kể chuyện có đêm bà châm ngọn đèn băng sông ánh sáng phun phì phì chói lòa có đêm bà đốt ngọn nến bé tí xíu ngắn thun lùn có đêm bà ngồi âm thầm co do trong bóng tối đen thôi bà mẫn kể chuyện kể chuyện kể chuyện chẳng cần biết ông bác sĩ cần đang thức mở thô lố hai con mắt lắng nghe hay là đã nhắm tịt hai con mắt ngáy khò khò bác sĩ cần cũng chẳng nhớ là ông đã ngủ bao nhiêu đêm đã trong mắt thức bao nhiêu đêm nằm nghe bà mẫn kể chuyện Đêm nào cũng vậy, Ba Mẫn ngồi kể chuyện làm nhàm từ canh ba canh tư, kể một mạch liên tu ti, cho đến khi ngoài trời dạng lên, thì ba mới ngừng kể. Mới chịu vác cái vó lưới cành càng, lung bung, đi ra ngoài sườn đảo, cởi bò quần áo, cứ thế tồng ngồng nhông nhông, chạy dọc mép nước sáng loá, nắng gió, săn bắt những con tép bé tí diêu đỏ quạch mà người ta vẫn quen gọi là những con ruốc hồ đen, đem về làm mắm ruốc trộn ăn với cơm, với bún. Ngày tháng dần trôi, những câu chuyện của bà Mận giống những cơn sóng hồ đều đều, kiên nhẫn, tác vào hộp sọ rỗng tuếch ốm yếu, lung mung của ông bác sĩ Trương Vĩnh Cẩn. Để rồi mắc lại trong đám mây trí nhớ hỗn độn ẩm ướt đang khô dần, hồi lại dần của ông những cảnh đời đậm nhạt, chẳng khác gì những mảnh phù sa đục ngầu, hôm loãng hôm đặc, bám chặt vào kẽ đá trên đảo vượn vàng tôi nhớ là hồi tôi còn bé ở nhà quê tôi nghèo rớt mùng tơi lại rất đông anh em chú bác cô dì cậu mợ ông bà đằng ngoại đằng nội cứ rối tung cả lên như canh hẻ có thể vì đông đúc hỗn loạn quá hay là vì có chuyện thù oán gì bí ẩn sâu xa từ đời cụ kỵ ngày xưa ngày xưa truyền lại nhất định không chịu tan đi cho nên cái đám đông chú bác cô dì họ hàng đông đúc nhà tôi suốt ngày móc máy rùa xả đấm đá cào cấu cắn xe lẫn nhau Mặc dù cả họ nhà tôi, từ ông già bà cà đến lũ trẻ, lên bà lúc nào cũng đua nhau leo lẻo ca hát, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. ấy tôi còn nhớ trận xô sát hung dữ nhất, hai vợ chồng mắc ruột họ hàng bên nhà chồng, kéo năm anh con trai, cười chân chung trục, múa đại long đao, hè nhau nhảy vào tận sân, nhà gia đình ông chú họ nhà tôi, để chém que khai cẳng con nghé vì tội để con nghe dẫm nát xào ruộng mới cấy của gia đình ông bác tôi. Tất nhiên, vợ chồng con cái ông chú họ của tôi cũng tay thước tay đao tròn lại, đấm đá, đâm chém, sức đầu mè tai, máu chảy ròng ròng. Cũng may mà chưa xảy ra án mạng. Cái làng nhỏ của tôi ở cuối một đồng bằng trăng chịt kênh rạch, bốn mùa trắng xóa mênh mông, trên trời dưới nước, đi mãi về phía đường chắc, đi mãi về phía đường trước, độ một ngày đường thì sẽ gặp bể đông mênh mông vỗ sóng đi giật lùi về phía sau lưng độ nửa ngày đường là thấy núi rừng âm u trùng trùng điệp điệp quanh năm vần vũ mây trắng mây đen mười một tuổi đầu tôi đã treo xuồng vun vút đưa ngoại đi chợ mười hai tuổi tròn đầu đội thúng lúa đầy phè đứng chéo chân ở đầu mũi xuồng theo cậu ra đồng ném lúa càng ngày từ sáng tới chiều mà chẳng mỏi tay tôi thất thân sớm lắm năm mười ba tuổi vú tôi mông tôi đã trồi lên nần nẫn những thịt là thịt ngoại tôi một lần đưa tôi đi tắm ngoài rạch đã phát bôm bốc vào mông tôi rồi kêu lên Giời ơi mấy nở nang sớm thế này thì phải gà trông cho mày thôi đúng là cái nòi thằng bố chàm tóc xoăn mũi tẹt hai mắt trắng dã đã truyền cho nên mày mới có bộ mông to tướng mây mày tốt mái thế này đây con à rồi ngoại kể cho tôi nghe rằng hồi mẹ tôi 13 tuổi vào rừng kiếm củi đã bị một thằng người chàm tóc xoăn mũi tẹt lôi vào bụi rậm dày vò hãm hiếp suốt từ trưa cho tới tối mịt mới chịu thả cho mẹ chạy về mẹ tôi đã chết ngay sau khi đẻ tôi vì thế ngoại phải nuôi bộ tôi và tôi là đứa trẻ không có bố là như vậy không biết có phải vì một món nợ chuyển kiếp chưa giải mà tôi cũng thất thân rất sớm đúng năm mười ba tuổi y hệt như mẹ tôi nhưng không phải bị một gã người chàm lôi vào bụi rậm hãm hiếp mà lại là ông cậu hờ con nuôi ngoại tôi cả ngày hôm đó hai họ nội ngoại nhà tôi tụ tập đàn địch ca sướng chè chén nhậu nhẹt nằm ngồi la liệt bí tì say sưa suốt từ sáng tinh mơ đến tận nửa đêm đèn đuốc đốt lên sáng choang trên nhà ngang tôi đang bề nồi canh đi qua sân thì ông cậu hờ ngồi trong bếp lè nhè gọi giật vào nhờ thổi hộ cái bếp dạ đang tắt ngấm đang phun khói đặc xịt mờ mịt. Tôi sốt sáng khờ khạo chui vào gian bếp ngột thở, vớ ống tre, trồng mông thổi phù phù, thì ông cậu hờ co càng đạp mạnh vào mông đít, khiến tôi ngã rúi đầu vào bếp, tai mắt mũi mồm cạp đầy cho, chẳng khác gì con lợn bị thậm đầu vào thúng cho trước khi bị gia chủ mổ lậu. Tôi đang cuống cuồng sặc sụa, thì đã thấy bị lôi thốc vào góc bếp, ấn lút vào dưới đống giả. Tôi dãy ruộng muốn kêu lên, nhưng cổ học đầy cho Kêu không thành tiếng Muốn mở mắt ra Nhưng mắt cay xẻ không thể mở ra được Thằng người chám hiếp mẹ tôi trong rừng Suốt từ trưa tới chiều tối Thì gã cậu hờ say rượu Cũng hiếp tôi từ nửa đêm tới gần sáng Lục đục dưới đống dạ Trong cái bếp ngột ngạt Mù mịt khói Nên cũng chẳng ai nhìn thấy mà chạy vào gỡ ra cứu ra Năm tôi 17 tuổi Ngoại gà tôi cho một ông thợ sơn tràng quá vợ Mạnh khỏe, hiền lành Thế là tôi ôm bọc quần áo, đeo hai vòng khuyên bạc toàn ten ngoại cho, theo chồng về vùng lam nham núi đồi, cây cỏ này, sinh cơ lập nghiệp. Đêm đầu tiên, bác sĩ Trương Vĩnh Cần ngủ lại đảo vượn vàng, thì bà Mẫn đã mò vào đầu giường ngồi di dâm làm nhàm kể chuyện. Nửa đêm về sáng, ông bác sĩ già đang nằm lơ mơ chập chờn thì nghe có giọng đàn bà dèo kẹo, líu la líu lô, lên bổng xuống trầm, đang rót mật tai ông. Bác sĩ cần hé hé mắt nhìn, thấy bà Mẫn trùm khăn kín mít, quấn tấm xà rông ngồi trồm trỗm, co chân trên ghế ngay sát cạnh đầu giường. Ông bác sĩ già chẳng còn nhớ đêm đầu tiên đó, bà Mẫn kể chuyện. Hình như là chuyện hồi bà mới 10 tuổi theo ngoại ra đồng lội nước bắt rắn. Có một con rắn hổ mang bành to bằng cổ tay chui ra từ bụi cỏ, bất ngờ phóng ngay vào ống quần của bé Mẫn, rồi cứ thế trườn ngược lên bụng. Rắn hổ mang bành độc lắm, ác lắm, Mồ một cái thôi là con trâu mộng sừng cành càng cong tếu cũng phải lăn ra dễ đành đạch, trồng bốn vó lên trời. ấy vậy mà con rắn hổ mang bành trắng hê đớp của bé mẫn, mà chỉ bỏ dọc theo đùi cô bé, nhòi qua cọp còn trườn lên bụng, lên ngực, bỏ vắt qua hai vai, qua lưng rồi trườn đi mất. Chỉ để lại một chút rớt rãi đùng đục xanh lẻ, tanh đến lộn mửa, ở háng cô bé, ở bụng cô bé và ở trong cái một gầy nhom, giữa hai núm vú trắng bợt vì ngâm nước mới bắt đầu nổi lên cồm cộm như hai cái núm cau căng mẩy nhỏ xíu có thể bà mẫn đã kể một chuyện đại loại như thế mà ông bác sĩ già chẳng làm sao nhớ được rõ rành cũng như hàng chục hàng trăm đêm tiếp sau cứ vào lúc nửa đêm về sáng là bà mẫn lại trùm khăn kín đầu quấn tấm xà rông ngang bụng leo lên ghế ngồi chồm chỗm gì dầm làm nhàm kể cho ông bác sĩ già nghe biết bao nhiêu là câu chuyện vớ vẩn lăng nhăng không đầu không đuôi Chuyện lần bà đẻ anh con trai đầu lòng tên là Biên Trong cái lều cất ở ngoài vườn Gào thét vật vã Tóc tai rũ rượi Mồm sùi đầy bọt như con vượn điên Khiến ông chồng sơn tràng Sợ đến vãi đái ra quần Vừa hú vừa la mếu máu cuống cuồng lội có kênh rạch trèo thóc lên mái nhà Nhảy tum xuống ao bèo cất lợn Rồi chính anh con trai cả Biên này lớn lên Bò vào rừng xanh núi đỏ Mất tăm mất tích hàng chục năm trời Hóa thành một gã áo đỏ áo đen mũi môi thâm xịt, đi dép cao su, súng đạn đầy người mất lạnh như tiền. Đắt đạp vợ chồng ông bà Mẫn ngã rúi vào góc nhà, thản nhiên vung quốc bổ thẳng thừng vào giữa đỉnh đầu thằng em thứ ba của nó. Đã bị đánh hộc máu mồm, gãy xà cánh tay phải, bị trói cứng người vào cây cây cột cái giữa nhà, với một tờ giấy nhào nát nhòe nhòe máu, dán bẹt giữa chán, loằng ngoằng ngoạch ngoạc mấy chữ. Từ hình nợ máu, chó săn ác ôn bán nước những câu chuyện gì rầm rời rạc làm nhàm không đầu không đuôi lẫn lộn trước sau chẳng biết xảy ra ở đâu hồi nào của bà mẫn khiến bác sĩ trung vĩnh cần chẳng hiểu gì cả sợ hãi cứ ngỡ là bà mẫn bị mất trí rồi nếu không thì cũng mắc bệnh mộng du hoang tưởng tâm thần phân lập nhưng rồi dần dà những câu chuyện đó cũng đều đặn đắp nên những cảnh đời chập chờn mờ ảo đau đớn nhục nhã cay đắng khốn nạn chua xót sát ớt vào da chọc kim vào xương số phận bất hạnh của vợ chồng một người dân lương thiện rốt nát hiền lành chăm chỉ làng quê xóm núi nghèo khó lần khuất dưới bóng rừng cây đại ngàn ngoành trông ra cảnh đồng mênh mông lúa nước cả đời chỉ biết cắm mặt xuống đất cày ruộng chèo đò chặt cây nuôi gà nuôi lợn sinh hạ được 12 cậu con trai thêm một cô con gái út thuở nhỏ đứa nào cũng béo tốt hiền lành hạt bột suốt ngày díu dít nô đùa chọc nghẹo lẫn nhau, chạy quanh gấu váy của bà. ấy vậy mà khi lớn lên, đáng nhẽ phải chăm chỉ làm ăn, lấy vợ gà chồng đẻ con đẻ cháu, thì lại dù nhau bỏ quê bỏ quán, chạy túa lúa tứ tung đông tây nam bắc, chẳng hiểu nghe ai xuôi dại xuôi khôn, đứa mặt quần vàng áo đỏ, đứa khoác áo đen, đứa áo tím, đứa đội nón dứa, đứa đội mũ sắt, có đứa lại quấn mảnh rằn di, ngang cổ hung hung đùa hồ, đua nhau chạy lộn ngược trở về cái nơi chôn rau cắt rốn xóm nghèo đói hiền lành vô tội thế rồi chẳng rõ có nghiệp chướng gì u uất bí ẩn vận về từ đời cụ kỵ tổ tiên vẫn chưa chịu tan đi xui khiến mà mười mấy đứa con của bà mẫn lăn xả vào nhau cấu xé đấm đá đâm chém băm chặt quốc bổ bắn giết hung dữ ta nát rung rợn gấp ngàn lần ông bà chú bác cậu mợ cô gì chúng nó ngày xưa chửi bới xô sắc đánh chém nhau ở ngoài hàng rào trên bờ ruộng Bò mặc ngoài tai, phớt lờ vợ chồng bà mẫn, chạy ngược chạy xuôi, gào thét vật vã mếu máo, đập chán đập đầu, đập hai bầu vú mà đứa nào cũng đã từng ngút chồn chuột, chuột xuống đất. Lại van xin xỏ anh em chúng nó đừng có đối xử với nhau như thế. Nhưng cũng không khiến được một đứa nào động lòng. Dường như chúng chẳng còn coi vợ chồng bà mẫn là bố mẹ của chúng nữa. Chúng đã hóa thành con cái nhà ai, bố mẹ chúng là ai ở tận đầu tận đâu hoặc chúng đã trở thành một lũ đi hoang một lũ người từ đám hạt đậu trong hang ù mãi nắng mưa sương gió mà hóa thành âm binh ngày tháng dần trôi một năm một vụ ném lúa trên đồng lần vào rừng chặt cồi một lần đỡ đẻ cho con trâu con lợn vợ chồng bà mẫn lại thêm một công việc ghê rợn một năm một lần bó chiếu đào đất đắp mộ chôn cái sắc đẫm máu nát như thùng lỗ chỗ vết đạn vết chém của đứa con xuống lòng đất sâu, tối đen hôn hút, cho đến cái lần thứ 8 bó chiếu, kéo cái xác cụt đầu của thằng con trai thứ 9, ấn xuống miếng đất chó ỉa sau ngôi miếu hoang ở chân núi, thì ông Mẫn học máu tươi, gục xuống tắc tử tức thể. Cũng chẳng cần phải nói cho rành mạch thời gian gần đây căn bệnh tâm thần phân lập của ông bác sĩ già Trung Vĩnh Cần không còn bột phát nữa. Hài hốc mắt đỡ nhất và không còn nôn nao ngứa cổ họng, buồn mưa nữa. Nhưng căn bệnh liệt dương thì vẫn chưa thấy tiến triển, có chút hy vọng gì. Vì vậy, ông bác sĩ già vẫn ít nói và hay cười mồm mìm hàng giờ đồng hồ, và thỉnh thoảng vẫn còn rơi vào một cơn trầm uất bí ẩn. Một đêm, hình như là đêm thứ 49 hoặc đêm thứ 53 gì đó, sau hơn 3 giờ đồng hồ ngồi trộm trộm trên chiếc ghế gì dầm lại nhai kể chuyện, bà mẫn bóng lột cái khăn trùm đầu xuống, cởi tuột tấm xà rông quấn ngang bụng, trúm miệng, thôi tắt phụt ngọn đèn dầu rồi cứ thế trần chuông như nhộng hú lên nhảy bồ lên ông bác sĩ già đang nằm thẳng càng chân giường tất nhiên lúc đó bác sĩ trương vĩnh cần chỉ nằm im không hắt bà mẫn ra cũng không chồm dậy kêu la rủa xả ông bác sĩ già chỉ thở dài nhắm mắt lại mặc kệ cho bà mẫn lột tuột quần áo ông ra cưỡi lên bụng ông phi nhong nhong như ngựa chuyện đến tất nhiên sẽ đến chỉ mươi phút sau, đã thấy bà Mẫn chán nàn tụt xuống nền nhà, thở dài kêu lên nghẹn ngào. Chàng đẹp ơi, tôi vô duyên vô phải một lão công công rồi. Những lúc thế này, làm tôi lại nhớ ông chồng sơn chàng ngựa hoang, trâu núi cọp rừng của tôi thế. Một vài đêm sau, thỉnh thoảng bất thình lình, bà mẫn lại nhảy trồm đến người bác sĩ cần. Cấu véo, sờ mó, hít người, cưới lên bụng ông, giang rộng hai càng phi trồm trồm ngựa hoang. Rồi cuối cùng lại lồm cồm chán nản tụt xuống đất nghẹn ngào cơ lên Chàng đét ơi Cứ thế Tới lần thứ 9 Thì bà mẫn không bao giờ nhảy tròn lên bụng ông bác sĩ già nữa Nhưng cũng từ đó Cứ đến đúng giờ ngọ là bà mẫn lại vật Lên lưng cái gùi mây của tộc tràm cặp cụi leo lên Phía đỉnh ngọn núi Mắm môi mắm lợi trèo lên những cây mắt bão cổ thụ Canh dễ lòng hoàng Tán lá sum xuê Tần mần chọn hái những hạt quả nhỏ li ti, da bóng nhẫy, tím ngắt như màu tiết dê, một loài cây leo không tên vẫn sống bám nhờ vào cây mắt bão. Có một buổi chiều lang thang thơ thần mò sang một sườn đảo, vách đá, dáng đứng, tình cờ bác sĩ Trương Vĩnh Cần nhìn thấy bà Mẫn đang ngồi vắt vèo trên một cành mắt bão chót phót, đang xí sớn đùa nghịch với một gia đình vượn vàng. Bà Mẫn bắt cháy cho con vượn mẹ, vỗ vỗ vào đầu vượn bố, đón lấy chú vượn con mới đẻ, bế ấm ả à ơi đong đưa, rồi lại vạch chân đối vú căng mẩy, tròn vo chắc nịch, nắm cơm của bà. Ấu yếm, đút với cái mồm bé tí của chú vượn con, đang ngoác ra kêu chi chí đòi bú mớm. Bác sĩ Trương Vĩnh Cần cứ há hốc mồm ra, ngừa cổ trợn tròn hai mắt, ngắm nhìn cái cảnh lạ lùng ấy, cho tới khi một tia nắng chói lòa dọi thẳng vào mắt ông, nầy đóm đóm, tối sầm lại thì bác sĩ Cần lắc đầu, mở mắt rụi lia liệm. Thì cả gia đình vượng và bà mẫn đã biến đâu mất Cứ y như vừa bay vọt lên trời Chỉ còn lại những tán la mắt bão sum xuê Đang lay động ào ào trong những tia nắng Và cũng từ hôm đó Bữa chiều nào bà mẫn cũng ép ông bác sĩ già Uống chén nước đục ngầu đen xì xì Vừa đắng vừa ngọt vừa cay Lại bốc lên mùi khai thối thum thùm như mùi nước đáy khỉ Bà mẫn vui vẻ, vỗ đầu, dỗ dành ông bác sĩ Chịu khó, Uống cho mau lành cái con cu Chàng đục ơi Những ngày sống nhờ ở đào vượn vàng Bác sĩ Trương Vĩnh Cần chẳng biết làm gì Cũng chẳng phải dạy học Cũng chẳng phải đãi đất Đãi cát sỏi Cũng chẳng phải thương yêu lo sợ đau đớn tủi hổ cho ai Ông dậy từ sớm tinh mơ Lặng lẽ leo lên sườn đảo Vách đá dựng đứng Ngồi tựa lưng vào cái cây mắt bão xù xì Trầm ngâm ngắm mặt hồ sớm mai mênh mông tĩnh lặng u trầm phập phồng hư ảo và ông bác sĩ già cứ ngồi như vậy chờ đợi vòng mặt trời tròn xoe từ từ trồi lên từ một sườn núi xa xa bên kia mặt hồ làm thay đổi mặt nước hồ chậm chậm sáng dần lên như tấm gương khổng lồ được một tấm vải vô hình lau chùi cọ rửa quét sạch màn xương li ti hư ảo cho đến khi tất cả cảnh vật vòm trời sóng nước trong vắt như lau như ly thì cũng là lúc trên mép nước rực sáng vắng vẻ hoang vu hiện lên một người đàn bà trần truồng tóc dài xóa sợi đen nhánh da bộ thằng căng mông nhọn đùi săn hai vú chắc như hai nắm cơm tay giơ cao tấm vo lưới lùng phùng nòm như một người tiền sử từ cõi hồng hoang xa xưa chạy về tắm mình trong ánh nắng buổi sớm mai rực rỡ chói lòa như vắt vàng giáp bạc người đàn bà chạy nhông nhông theo mép nước mắt chăm chú nhìn những ngọn sóng lăn tăn sùi bọt trắng lốp đang nối nhau vỗ vào bờ đảo. Thỉnh thoảng người đàn bà lại lao bổ xuống hồ, cuống quýt dẫm đạp lên đám bọt sóng nháo nhào, nhoài người ra xa bất chợt chụp mạnh tấm vó lưới xuống, những khoảng nước đục ngầu quấn quýt, từng đan, từng vầng, từng mảng những con ruốc hồ ly ti dày đặc trông xa xa như những vầng rong rêu từ đáy hồ bị dồn đầy lấy mặt nước. Nhớ lại buổi sáng đầu tiên nhìn thấy người đàn bà trần chuồng chạy nhông nhông trên mép nước, Ông bác sĩ già không thể nào tin được Đó là người đàn bà đêm qua Đầu trùm khăn đen Bụng quấn xà rông Ngồi trồm trỗm như mụ phù thủy Như thần chết đau khổ gì rầm làm nhảm Giọt mật vào tay bác sĩ già Bao nhiêu câu chuyện lăng nhăng vớ vẩn Buồn thảm thương đau oán hận Cũng như bác sĩ cần càng không thể hiểu được Vì sao một bà già hơn 70 tuổi Đã đẻ 13 người con Lại có thể trẻ trung đẹp đẽ khỏe mạnh đến như vậy ngắm nhìn bà mẫn trần chuồng ra rẻ bóng loáng dơ cao cái vó lưới tả tơi có khi ngang lưng còn buộc toàn ten cái giỏ ông bác sĩ già cứ ngỡ như nhìn thấy nàng công chúa con vua thủy tề dưới hồ trồi lên những ngày sau này khi đã biết ông bác sĩ già đã hóa thành lão công công nên bà mẫn cũng chẳng giữ gìn ý tứ gì nữa cứ sáng sớm bà cười trần cười chuồng chạy nhông nhông theo mép nước vớt con ruốc hồ đỏ lao là về làm mắm mà cả ngày cứ trần chuồng đi lại trên đảo Bà vui vẻ thản nhiên cù vào nách ông bác sĩ già khi thấy ông quay mặt đi ngượng nghịu. Ui xảo ơi, ông đừng cứ sừng làm nghe già nay. Cứ như thế này cho mát, lại đỡ tốn quần áo, trên đào còn có ai nữa đâu mà phải che với đậy. Thú thật là mấy ngày đầu tiên, ông bác sĩ già ca thẹn lắm. Nhất là khi cả hai ngồi xổm trôm chỗ, đối diện với nhau qua mâm cơm dưới nước hồ, bay ngay trên mặt đất có một bữa ông bác sĩ già suýt chết nghẹn Khi đang vả cơm Bất chợt ngừng lên Thấy ngay cặp vú tròn vo căng mầy rắn đanh của bà Mẫn Nhảy tưng tân ngay trên miệng bát cơm đầy phè của ông Lại có một lần Ông bác sĩ già suýt chết sặc khi ông cúi xuống hút bát canh thì lại thấy ngay một túm lông đen xoăn tít động đà động đậy ngay trên miệng nồi canh bốc hơi nghi ngút. Nhưng rồi, trước lạ sau quen. Dần già ông bác sĩ Trương Vĩnh Cần chẳng còn ngạc nhiên, chẳng còn hốt hoảng, chẳng còn cà thẹn, già nghé, già nai, chẳng còn lạ lẫm, sặc nước nghẹn cơm nữa. Rồi đến lượt ngay chính ông cũng cởi chân trùng trục, phơi ra bộ xương sườn Đức Phật Tuyết Sơn, thản nhiên vô tư ngồi bệt xuống đất ăn cơm với bà mắn Nhưng ông bác sĩ cũng chỉ mới dám cởi trần thôi, chưa dám cởi chuông ra, và cũng chưa dám mặc quần đùi xí phơi ra bộ ống chân, ống đồng, trí thức, còm nhom trắng bợt tuy nhiên cũng cần nói cho hết mỗi khi sách trồi ra quét dọn xối nước và ném bí đỏ cho lũ vượn vàng ở phía sau nhà thì bà mẫn lại cẩn thận mặc áo mặc quần gai khuy rõ chặt Thay ông bác sĩ già trố mắt tỏ bỏ bà mẫn cười nhạt mấy thằng khỉ đực là đâu mất dạy nhất là cụ khỉ già đâu đan lại càng mất dạy mà đầu dâm đáng một lần thấy tôi tồng ngồng bê sọt bí đỏ ra thế là cụ khỉ rít lên lao từ ngọn cây xuống một tay ôm rái một tay vồ lấy vú tôi bóp lấy bóp để láo thế thật đúng là đồ khỉ gió có lẽ nhờ không khí ngoài đảo hồ quá trong lành nhờ những cơn gió hồ thoáng đáng nhờ cuộc sống tự do bình thản êm đềm thư thái và có lẽ là nhờ cả những bát thuốc đùng đục đen xì vừa đắng vừa ngọt vừa cay lại bốc lên cái mùi khai thối thum thủm như mùi nước đái khỉ mà bà mẫn vẫn ép uống đều đặn cho nên đã có những ngày bác sĩ trương vĩnh cần hoàn toàn tỉnh táo tĩnh trí như người khỏe mạnh bình thường những buổi trưa oi ả à tĩnh mịch mặt trời chính giữa đỉnh đầu trang trang hắt nắng xuống hoang đảo cây cỏ muông thú say nắng lừ đừ uể oải rúc đầu vào bóng râm cũng là những giây phút âm bác sĩ già bỗng thư mặt ngần ngơ nhớ lại một buổi chưa hè gian gian tiếng ve cậu bé chúng vĩnh cần trần chuồng bò lồm ngồm trên cái mái hiên nhà lát đá rộng rãi thanh thang lốm đốm ẩn hiện đong đưa vô vàn cánh hoa thi gôn bé xíu lưu điu tim tím rồi cậu bé cần vụt đầu vào đĩa cơm chó cha nhăn với đàn cho con lũn tún rồi cậu bé cần lại nhoèn miệng cười ọ ẹ toe toét giơ tay bóp lấy bóp để hai bầu vú căng mọng đầy sữa chảy xẹ thốn thẹn của con chó mẹ Chính rằng bé G To như con bê đang nằm rũi chân lim dim đôi mắt Thỉnh thoảng le lưỡi Liếm tem tép khắp mặt cậu bé cần Ông bác sĩ già cứ bùi ngồi vần vơ Từ từ nhớ lại như in những chuyện xa vời Tận đầu tận đâu Nhớ tới những ngày ẩm ướt nóng nực Hầu như chẳng có buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối Mà chỉ có thứ ánh Ngày nhờn nhợt đùng đục Tanh tưởi lạnh lẽo đùn đầy cái thân xác Ông đi ra đi vào chui rúc quanh quần trong cái nhà xác chẳng khác gì con chuột già rụng răng điếc tai mắt lòa long móng chốc vầy thương thưa thờ dài bò quanh quần trong hang trong lỗ đất tối đen bần thiếu nhớp nhúa rồi ông bác sĩ chợt nhìn thấy cả mắt trắng dã trừng trừng của bà phạm thị ngót khi đưa cho ông chồng tờ đơn ly dị người ta xử lý kỷ luật ông như vậy là dơ cao đánh khẽ đấy cũng vì họ nè tôi mong ông thật tâm ăn năn sám hối tổ chức chỉ đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại rồi ông bác sĩ già lại nghe thấy tiếng tàu hòa chạy xình xịch đánh võng đánh nhịp đưa đẩy đời ông kiếp sống lang thang phiêu giạt vật vờ mờ chồng bao gương mặt đàn ông đàn bà già có trẻ có chập chờn nhòe nhoẹt mếu máo khóc cười nhau nát nguệch ngoạc những bức ký hỏa cơn gió nào đó ào ào trên trời thổi tung cuốn bay những bức ký họa đời ông rắc rơi là tà như những chiếc lá mắt bão tai châu chấp chới trao liệng ngay trước mặt ông ngồi im lặng cô đơn giữa buổi trưa hè đào hoang nóng nực càng tỉnh táo tĩnh tâm nhận ra cái đích thực đích danh thân phận của mình bác sĩ cần càng thấy buồn bã u sầu tùi hồ chua chát ân hận Ông gục đầu vào hai bàn tay nghẹn ngào Đánh rơi những giọt nước mắt to tướng mặn chát Còn đắng hơn, chua hơn và khai thối hơn cả mùi nước đái khỉ Không hiểu sao mỗi khi ông bác sĩ già ngồi u ê cô độc Thì ba mẫn lại ở xó nào đó hiện ra Tất nhiên vẫn trần chuồng lặng lẽ ôm lấy đầu ông bác sĩ già Kiên nhẫn đổ vào mồm ông bát thuốc đen xì Nấu bởi những chùm hạt quả ly thi đỏ ối của cây dây leo Không tên vẫn bám chặt vào cành mắt báo Bà âu yếm cả nhẹ đôi vú căng mẩy Tròn vo Chắc như nắm cơm lên cổ lên gáy lên mũi ông Y hệt như người mẹ đang âu yếm dỗ dành đứa hải nhi tội nghiệp Mỗi lần như vậy Bác sĩ cần lại càng nức lên Rồi tư tư đồ rụt xuống Chìm vào một giấc ngủ mỏi mệt Mê loạn ú ớ Vào đêm thứ 107 Ở ngoài đảo Vượn Vàng Có lẽ vì nóng quá ỏi quá, nên bác sĩ Trung Vĩnh Cần ôm chiếu mò ra khoảng đất bằng phẳng sau nhà, nơi bà Mẫn vẫn hay ném bí đỏ cho bài vượn vàng. Ông bác sĩ trải chiếu nằm khảnh bắt chân chữ ngũ, hóng gió hồ, rồi ngủ thiếp đi không hề ai biết. Cách đó không xa, đằng sau mấy gốc mắt bão xù xì có một bầy vượn vàng đông đúc, vượn đực, vượn cái, vượn già, vượn con cũng đang ngủ lăn quay ra đất, cò có quắp ôm nhau, thỉnh thoảng lại mê sảng ú ớ, khọc khẹt. Vào khoảng tháng ba canh tư, có một con sứa lửa xanh lè từ đáy hồ rẽ nước bay vọt lên. Trong phút chốc hòn đảo vượn vàng đang tối đen, bỗng nhuộm một thứ ánh sáng tím bầm huyền ảo ma quái. Thứ ánh sáng chỉ nhìn thấy trong những cơn sốt của người mắc bệnh mộng du hoặc bệnh viêm bỏng đái, bệnh ho gà. Bác sĩ cần kinh ngạc, ngừng cổ lên, ngắm nghĩa cái con sứa lửa xanh lè, kỳ quái. Đang trèo lờ lờ ngay trên đầu rồi lại cúi xuống nhìn không trước mắt những hòn sỏi xanh lè lẹt lấp la lấp lánh ngay cạnh đùi cạnh bàn chân của ông. Rồi bác sĩ cần thấy bồn trồn ruột gan khó chịu, có đàn kiến lửa nóng rẫy cứ bò lồm ngồm trong xương tùy, da thịt gân máu khắp người ông bác sĩ. Chịu không nổi, bác sĩ cần bèn nhổ ra đất, một bãi nước bọt đắng ngắt, rồi đứng phát dậy và cứ thế bước đi phong phong như một con chó già phát điên, bất thần nổi cơn ngứa răng ngứa lợi, chỉ muốn đớp ai đó một miếng trí từ. Đôi cẳng chân không có mắt, đưa bác sĩ treo lên tảng đá xanh lẻ, nhô ra bờ biển, nom giống hệt cái mõm chó khổng lồ. Đêm đảo im phăng phắc, rợn người. Đứng trên cái mỏm đá mõm chó, một lúc, bác sĩ Cần không thể nào chịu nổi đan kiến lửa bỏng rát, bò lồm ngồm khắp trong da thịt ông. Bác sĩ Cần bỏ đi lang thang khắp hòn đảo, thỉnh thoảng lại va đầu vào một cốc cây mắt bão, cứng như thép, khiến hai mắt ông nô đóm đóm. Rồi bỗng nhiên ông bác sĩ chợt nhìn thấy một cái người đàn bà trần chuông như nhộng, tóc xóa sự đen nhánh, mông căng vú mẩy, đang à ơi bê ấm một chút khỉ bé tí. Thỉnh thoảng người đàn bà lại kêu lên khủng khục, cố ấn đầu con khỉ con vào vú của mình. Nó người đàn bà quen mặt quá, mà bác sĩ Cần không thể nhớ là đã gặp bà ta ở đâu rồi. Thế bác sĩ Cần bước lại gần, người đàn bà lùi lại trợn mắt nghiến răng, há hốc cái mồm đỏ lòm ra, hú lên dữ tợn, hệt như một con khỉ cái đang cho con bú. Bỗng nhiên nhìn thấy một con mèo rừng Bác sĩ cần xòe hai bàn tay tỏ ý thân thiện Thì người đàn bà vung tay Quẳng con khỉ con vào mặt ông bác sĩ Rồi cuống cuồng bỏ chạy Bác sĩ cần vội lao theo Người đàn bà vọt qua bụi rậm Bác sĩ cần cũng vọt ra bụi rậm Người đàn bà nhảy tanh tách trên những tảng đá Bác sĩ cần cũng nhảy tanh tách trên những tảng đá Người đàn bà giang rộng hai cánh tay bay lên trời Bác sĩ cần cũng giang rộng hai cánh tay bay lên trời Người đàn bà rơi hụt xuống bãi cát Bác sĩ cần cũng rơi hụt xuống bãi cát người đàn bà nhào xuống hồ bác sĩ cần cũng nhào xuống hồ người đàn bà lại ngoi lên chạy được mấy bước rồi cắm đầu rút xuống cát thun thút nhanh như một con rúi đến nỗi trong nháy mắt chỉ còn thấy hai bàn chân của bà thò lên rẫy rẫy may mà bác sĩ cần còn kịp chụp được cái cổ chân của bà ta và phải rằng co vất vả lắm ông bác sĩ mới lôi ngược được người đàn bà lên cái thân thể trần truồng của bà đèn xì lấm bê bết những hạt cát bám vào hai đầu vú của bà sáng loé loé những hạt kim cương khiến bác sĩ cần trói cả mắt người đàn bà không bỏ chạy nữa bà ta ngồi phệt xuống rồi quay mặt lại kêu lên chàng đét ơi ông có phải là cụ khỉ đầu đàn đâu mà lại đổ đốn nổi máu dê rượt đuổi tôi dữ thế tôi mệt muốn đứt hơi đây tôi là mẫn đây mà bác sĩ cần xấu hổ quá toan bỏ đi thì bà mẫn nhồm dậy ôm chầm lấy ông bác sĩ ba ca nhẹ đôi vú dính đầy những hạt cát sáng loá những hạt kim cương lên mặt mũi lên cổ lên ngực lên bụng lên đùi lên háng ông bác sĩ có một điều kỳ dị là đôi vú của bà mẫn cả đến đâu là ở đó những con kiến lửa nóng rát đang bỏ lồm ngồm trong xương tùy gân thịt của ông bác sĩ bỗng rừng tan biến mất tăm như là bị chết đuối đứ đừ đừ trong bát sữa đầy tràn sóng sánh bác sĩ cần thoải mái dễ chịu quá thay vì đầy bà mẫn ra Ông bác sĩ cũng ôm chặt lấy bà Mẫn Rồi cả hai cùng ngã lăn xuống cát Như một đôi tình nhân mê đắm Một cơn sóng hồ ào vào bờ cát Phủ trùm sóng trắng lên hai người Mặt quá Dễ chịu quá Sang khoái quá Bác sĩ cần nhắm tịt hai mắt lại Hai chân, hai tay ông càng quặp chặt Lấy cái thất thể trần truồng căng mẩy mông vũ của bà Mẫn Tới khi mở mắt ra thì bác sĩ Trương Vĩnh Cần lại thấy mình đang nằm cong queo lọt thỏm giữa đàn vượn đông nghịt trí chóe lố nhố, đứng ngồi nhảy nhót, nhè răng trắng nhờn trợn tròn hai cái mắt đỏ khé nhìn ông, một con khỉ cái lông vàng loan xoăn, mông vú thốn thiện đong đưa đi tới trước mặt ông bác sĩ, con khỉ cái nhai hàm răng to tướng, cười bụng khèn khẹt rồi âu yếu cấu vào nách ông bác sĩ. Chàng đét ơi, chúng mình leo lên cây chơi trò vợ chồng đi. Ông bác sĩ cần sợ quá, lùi lại úa nghẹn dọc còn khỉ cái lông vàng loăn xoăn lại nhe răng ra cười ông nhận ra tôi rồi chứ tôi là mẫn đây bây giờ ông cũng đã hóa thành con khỉ lông vàng như tôi rồi ông nhìn lại cái hình hài của ông đi bác sĩ cần giơ hai tay lên hai cánh tay ông đã phủ một lớp lông khỉ vàng óng ông cúi nhìn háng nhìn đùi nhìn chân nhìn đằng sau nhìn đằng trước khắp người ông cũng đã phủ một lớp lông khỉ vàng óng nhưng có một điều lạ nhất là bác sĩ cần chẳng thấy sợ cũng chẳng thấy ngạc nhiên Ông chỉ thấy hơi ngượng nghịu một chút Vì người ông bây giờ chẳng có một mảnh vải che thân mày mà lớp lông khí khá dày Nên cũng đã che kín được cái chỗ Nếu bày tô hô ra thì xấu hổ phải biết Bà mẫn khỉ cái dịu dàng ôm lấy ông bác sĩ Bà mẫn khỉ cái dịu dàng ôm lấy ông bác sĩ Từ nay tôi và ông tha hồ cười chuồng Chơi trò vợ chồng thỏa thuê Tha hồ trèo lên cây Tha hồ bú mớm cho lũ khỉ con và tha hồ ăn cắp chuối, ăn cắp bí ngô, ăn cắp dưa chuột. Làm thân con khỉ cũng thích lắm đấy ông bạn già tội nghiệp của tôi ạ. À. Nói rồi bà mẫn khỉ cái phát nhẹ vào đám lông che háng của bác sĩ cần. Bà cười khích khẹt. Phần chí vừa thôi nhé. Tôi cấm ông đuổi tôi như lúc nãy đấy. Kéo lũ khỉ mẹ khỉ con nó cười cho. Ấy là tôi quên dặn ông. Con nồi cơn thèm. Muốn tí tấn với tôi thì cũng phải kín đáo. Đừng có dại chọc tức cụ khỉ ra đầu đàn. Ông còn lạ gì cái máu ghen tình của loài muông thú? Bác sĩ cần ngượng chín cả người. Ông cấu nhẹ vào đít mà chẳng thấy đau nhói. À, thì ra là nằm mơ. Có một điều hơi lạ lùng là sau cái đêm, bác sĩ Trương Vĩnh Cần ôm chiếu mò ra sau nhà bếp, nằm khảnh bắt chân chữ ngủ ngủ thiếp đi, mờ hóa thành con vượn vàng, rượt đuối, giao có với bà Mẫn, lốt khỉ, thì đúng ngày hôm sau, tức là ngày thứ 108, thì tự dưng không hiểu tại sao bà Mẫn có ý tránh mặt ông. Và bà cũng không cởi chân cởi chuồng chạy nhông nhông trên mép nước sáng loá, thỉnh thoảng lại nhoài ra xa, úp chụp cái vó lưới, lùng phùng vô những con ruốc hồ đỏ rực mang về làm mắm ruốc. Bà cũng không cởi chân cởi chuồng, ngồi xồm chồm hỗn, ăn cơm với ông bác sĩ già nữa. Có mấy lần, mò xuống bếp uống nước Bác sĩ cần còn nhìn thoáng thấy bà Mẫn, vẫn khăn mò quạ, ngực đeo yếm đỏ, bụng thắt ruột tượng vàng, tha thướt, chạy vụt qua một bụi song um tùm rậm rạp ngay đằng sau bếp. Và cũng từ cái ngày 108 ấy trở đi, đêm nào bác sĩ Trương Vĩnh Cần cũng được ngủ ngon giấc vì bà Mẫn không còn mò xuống gì dầm làm nhảm kề chuyện quấy quà nữa. Có những đêm từ canh ba sang canh 4, vì một lẽ gì đó bỗng giật mình tình giấc, mở mắt ra, Ông bác sĩ già cũng chỉ nhìn thấy cái ghế đầu trống không lờ mờ ở đầu giường và tiếng con thạch sùng lè bạo tắc lưỡi lách trách trên vách. Có chăng, ngay suốt từ sáng đến tối mịt, bác sĩ trương Vĩnh Cần cũng chẳng nhìn thấy mặt bà mẫn vì cứ hễ thấy bóng ông bác sĩ già đâu là bà lại u té chạy mất tâm. Duy nhất chỉ có một lần đang ngồi bó gối một mình sười nắng ngoài sân, chợt nghe tiếng bà mẫn gọi. Chàng đét ơi! Tí nữa vào vác hộ tôi bó củi xuống bếp. Bác sĩ cần đứng lên, rồi đi vòng ra sau nhà. Đang loài hoài vật bó củi lên lưng, thì thấy bà Mẫn thò đầu qua cửa, và chỉ thò đầu ra thôi. Hét to. Ông có giờ người không đấy? Củi khô không vác, mà lại vác bó củi ướt. Đùn bếp định hôn chết tôi à? Bác sĩ cần cúi xuống đồi lấy bó củi khô. Khi ngẩng lên thì bà Mẫn đã chui tọt vào từ lúc nào. Bác sĩ cần đầy cửa bước vào nhà, thấy nhà trống trơn, cánh cửa sổ mở toang, bà Mẫn đã vọt qua cửa sổ chạy mất tâm, nhất định không chịu giáp mặt ông. Có những buổi chiều nghe tiếng kèn gõ keng keng sau nhà bếp, gọi bầy khỉ đang lang thang trên đảo trở về ăn bí đỏ. Bác sĩ cần chạy vội tới, thì cũng chỉ còn thấy đàn khỉ đang tranh nhau cướp nhau, chí chóe, chứ chẳng thấy bà Mẫn đâu. Từ khi bà Mẫn tránh mặt ông bác sĩ cần ăn uống đâm ra thất thường, Mỗi ngày cũng chỉ được ăn có một bữa, thường thường là vào dơ ngọ. Ông bác sĩ mò xuống bếp, thì đã thấy có một mâm cơm đặt trên manh chiếu hoa, úp lồng bàn rất cẩn thận. Mở ra có một bát, một đũa, một niu cơm, cùng ít mắm ruốc hồ, thêm tí chút rau dưa lằng nhằng, cứ y như là một phép lạ hiện ra trong một câu chuyện cổ tích vớ vẩn nào đó, vẫn kể cho lũ trẻ con nghe đại đẻ. Mỗi ngày... Sau buổi đi cày về, mở cửa ra là lão nông dân lại nhìn thấy trên cái bàn tre giữa nhà đã có một mâm cơm tươm tất hiện ra. Mấy ngày đầu bác sĩ Cần còn gọi toán lên, bà Mẫn trốn ở đâu, vào ăn cơm. Nhưng rồi gọi mãi cũng chẳng thấy bà Mẫn đâu. Ông bác sĩ già ngồi xuống chờ một chút cho có lệ, rồi điềm nhiên nhấc lồng bàn sới cơm ăn ngon lành, rồi lăn luôn ra chiếu, ngáy khò khò, chẳng cần lo lắng băn khoăn tò mò vì sao tự dưng bà mẫn cứ nhất quyết làng tránh ông tự y như là con chó cái nhất quyết ngoài đuôi làng tránh con chó đực sau mùa động đực giao phối để bảo vệ cái bào thai chó con đã bắt đầu hình thành trong dạ con của nó cuộc sống kỳ lạ và êm đềm như vậy giữa ông bác sĩ trương vĩnh cần và bà mẫn cứ thế thanh thản chậm chậm trôi qua tới một buổi sáng theo thường lệ bác sĩ trương vĩnh cần lò dò mò ra sườn đảo phía sau nơi có những vách đá dựng đứng tinh cơ nhìn thấy bà mẫn trần truồng tóc xõa dài đang lom kho múc nước tắm bì bẹt ngay trên mép hồ lan tan sóng những tia nắng mặt trời vàng rực chói lòa thỏa thuê ôm ấp vỗ về cái bụng vốn dĩ thằng căng của bà giờ đây không rõ tại sao nó đã biến dạng căng phòng lên óng ả à như quả dưa hấu thỏa đẫm mỡ và đôi núi vú mưng mọng thầy lầy to tướng thâm xì như hai màu thịt trâu nòm vô cùng hấp dẫn Buổi chiều hôm đó, ông bác sĩ già lễ mễ, cõng ông bỏ củi khô chui vào bếp, thì đụng ngay phải bà Mẫn. Yếm đỏ, váy vàng, chiếc khăn mò quạ tùm hung. Nhưng lần này bà Mẫn không bỏ chạy, mà lại thân ái, túm ngay lấy tóc ông bác sĩ rồi nhoèn cười nhỏ nhẹ dịu dàng. Tôi sắp đến ngày vỡ chum rồi đấy, chàng Đức ạ. À. Ông bác sĩ cần hạ bó củi xuống, im lặng, không nói gì. Bà Mẫn vẫn nhỏ nhẹ dịu dàng. Ngày mai, nhờ ông dọn dùm tôi cái ổ lá cây mắt bão ở góc bếp kín đáo kia nhé. Và tôi cũng có nhờ trước, nếu như tôi khó đẻ, phiên ông chịu khó trèo qua nóc nhà bếp hộ mẹ con tôi. Vẫn biết ông đã già rồi, lại công công chứ chẳng phải là chồng tôi, nên nhờ ông vậy là chướng. Nhưng tôi vẫn cứ nhờ ông trước, chắc là ông không nỡ từ chối, cũng là để lấy phước, có phải không hả ông? Bác sĩ Cần chỉ dương mắt nhìn cái bụng chừa thay lời vượt mặt của bà Mẫn, trăng gật cũng chẳng lắc. Vốn đã quen tính nết đơ đơ mát mát của ông bác sĩ già, bà Mẫn búng khẽ vào mũi ông, rồi quay đi te tái đi, đong đưa cặp mông, giờ đây không còn nhọn hoắt nữa mà đã to bè ra, tụt hẳn xuống. Trước khi chui ra khỏi bếp, bà Mẫn còn ngoái lại, Ném cho bác sĩ ra một nụ cười Như nụ cười của một à khí cái đang độ thanh xuân Tặng riêng cho cụ khỉ ra đầu đàn ghè lở đầy háng Trụi phơ lông tóc dầm dề có hạng. Đố ông đoán được bố của đứa bé đang nằm trong bụng tới đây Là của ai đấy? Chàng Đức ơi là chàng Đức ơi Nhưng bác sĩ Trương Vĩnh Cần chẳng kịp dọn cho bà Mẫn cái ổ lá cây mắt báo ở góc bếp kín đáo và ông cũng chẳng kịp dựa cái thang vào vách bếp để phòng khi cần kíp có thể trèo tót ngay lên mái. Ngày đêm hôm đó vào khoảng canh hai, ông bác sĩ già đang nằm trên giường, bỗng nghe thấy một tiếng thét thất thanh ở dưới bếp, y như tiếng thét của một người bị chém một nhát bồ dọc trí từ mà lại đứt phăng cái đầu. Bác sĩ cần lao bồ xuống bếp, trong bếp sáng rực, ba mẫn tóc tai xóa sượi, trần truồng ướt đẫm nằm ngửa tênh hênh quằn quại cạnh cái bếp lửa cháy đùng đùng nòm bà mẫn lúc này giống hệt một con lợn xề đang bị vật ra chọc tiết cạo lông mở bụng mặt bà xương phồng hai mắt gần như lôi hắn ra ngoài hai bàn tay bà túm chặt lấy cái cối đá thủng mười ngón chân bấm lún xuống mặt đất cặp đuôi uốn cong lên dạng tè he cố nâng cái bụng giờ đây đã trướng lên căng cứng như một cái bong bóng lợn khổng lồ màu đen đã được bơm đến hết cỡ cái bóng lợn kinh dị đó cứ rung lên, ngọ ngoại cuồn cuộn xô đầy và có lẽ chỉ một tích tắc nữa thôi là sẽ nổ tung như một quả bom tấn. Vừa thấy mặt ông bác sĩ cần ló vào, bà mẫn rú lên như bị lưỡi dao chọc vào tim. Ôi giời đất ơi! Treo! Treo qua mái bếp! Ôi giời đất ơi là giời đất ơi! Nhưng bác sĩ cần không chạy ra ngoài để treo lên mái bếp. Ông điềm tĩnh ngồi xuống, chăm chú nhìn mặt nhìn cái bụng căng trướng sắp nổ tung của bà mẫn rồi thản nhiên cúi xuống nhìn rất lâu vào giữa háng của bà rồi điềm đạm rành giọt như ra lệnh hết vào thật sâu nín hơi thật lâu dặm mạnh hai con mắt lồi của bà mẫn lắc sạch đi chân tay bà giật đùng đùng rồi bỗng nhiên bà trộm dậy phun cả một đống bọt đỏ ngầu máu trộn lẫn rớt rãi vào mặt ông bác sĩ già Bà gào lên. Nếm với trà dặn cái mà cha nhà ông. Ôi giời ơi là đất ơi. Cút. Nhưng bác sĩ cần không cút. Y hệt như một người điếc đặt cả hai tay. Ông bác sĩ già chộp lấy hai cổ chân bà Mẫn. Như muốn ghim chặt bà Mẫn xuống nền bếp. Mặt ông thật bình thản. Mặt vẫn nhào nhào nhìn như hút vào giữa háng của bà. Ông nói rành giọt. Tử cung mở hết đát rồi. Tốt lắm. Đứa trẻ sắp chui ra rồi tốt lắm hít sâu nín thở dặn mạnh rực khoát cố lên bà mẫn gầm lên như con hổ cái bị sập bẫy lần này thì bà không thèm phun rớt rãi vào mặt ông bác sĩ già nữa bốc một cái tát này lửa bác sĩ cần toé máu mắt bốc búc hai cái tát liên tiếp bác sĩ cần tối tăm mặt mũi phăng một cú đá ngoạn mục khiến ông bác sĩ già bắn tung ra cửa bếp đập mặt vào thúng cho nóng bỏng bác sĩ cần rú lên ăn ặc sặc cho nhưng cũng đúng vào lúc đó có tiếng chè bỗng bật lên như xé vải oe 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 bác sĩ cần lồm cồm bò dậy mờ to hai con mắt cay xẻ vì cho bụi ông bác sĩ già há hốc mồm tắc nghẹn không thể tin vào mắt ông nữa trên nền bếp nhớp nhúa bần thiều loang loáng ánh lửa là một hài nhi không không phải một đứa hài nhi mà là một con khỉ lông vàng rực ướt nhoét nhầy nhụa đang lăn lộn dãy giụa như điên cuồng hai bàn tay bé xíu của nó quồ quạng tuyệt vọng bấu chặt lấy cái cuống nhau lòng thòng loằng ngoằng một đầu dính chặt vào giữa bụng nó còn đầu kia vẫn còn dính chặt vào một cái nhau to tướng nát bét như cái dạ dày lợn lấm bê bết nhưng nỗi kinh hoàng đó còn chưa thấm vào đâu khi ông bác sĩ già ngẩng lên và nhìn thấy bà mẫn Lúc này trần chuồng tô hô đang nằm giang thẳng cẳng, hai chân hai tay giật đùng đùng như lên cân động kinh cạnh đống lửa cháy phừng phừng, tung lên một màn mưa tơi bời cho bụi xám quét. Bà Mẫn đang tự lột xác, cứ sau một cú giật nảy người, sau một cái đạp chân, sau một cái đập tay, là cái lốt thiếu nữ lại tuột dần ra khỏi cái thân hình trần chuồng tô hô nhoe nhét, máu, bồ hôi, cho bếp và nước ối của bà Mái tóc dài óng mượt đen nhánh của ba cứ chậm chậm bạc dần, bạc dần từ đỉnh đầu, lan xuống chân tóc cho đến khi trắng phớ ra như nắm cướp. Và cặp vũ tròn căng mẩy, chắc như hai nắm cơm, chỉ trong chớp mắt sau hai cú co giật từ lồng ngực đã hóa thành hai cái túi nhõng nhẽo thịt ra. Cặp đùi thon dài chắc mẩy như cặp đùi thiếu nữ tuổi đôi mươi, giờ đây đã tóp lại, gầy đét lùng cùng những xương bánh chè, xương ống đồng, xương mắt cá và các cơ đùi săn chắc đã nhão ra hóa thành những miếng da, những sợi gân loằng hoàng xanh lẹt, bóng nhẫy như run đũa. Nhưng thê thảm nhất vẫn là sự lột xác của gương mặt bà Mẫn. Thà nồi, hai gò má căng mịn, nâu bóng, nhuộm đẫm ánh nắng trời, gió trời cùng cặp mắt sáng rực hóm hình, đôi môi hình quả tim lúc nào cũng mọng lên đầy dục vọng thèm muốn của bà Mẫn. Giờ đây, đã bị một ma lực phù phép biến thành cái mặt răn xuống mắt kèm nhem răng lợi móm mém da thịt răn reo khô đét như quả ô mai khô xám quắt đau đớn sợ hãi bác sĩ cần từ từ đứng lên tay chân ông run lầy bầy như người đang lên cơn co giật parkinson miệng ông đắng ngắt cổ họng tắc nghẹn ngứa như điên cuồng vì có con run đũa trơn tuột tành lộn mừa đang thà sức ngoáy đuôi đùa nghịch nô giỡn Hải mắt ông bác sĩ trợn trừng đờ đẫn nhìn cái thân hình teo tóc gân ra của một bà lão đã sắp cạn sạch dương khí, đang dãy giụa ngắp lấy ngắp để trong những phút hấp hối cuối cùng, vẫn còn cố vươn hai bàn tay xám đen, chằng chịt gân ra về phía đứa Hải Nhi, khi con lông vàng rực, giờ đây đã tắt thở đang nằm cong lưng, cứng đờ trên cái nền bếp bần thiểu nhấp nhúa, loang loáng ánh lửa. Một luồng khí độc lạnh bút, dường như từ dưới âm ti địa ngục xé toát nền bếp, phọt thẳng lên quấn chặt lấy ở bác sĩ cần khiến hai mắt ông bác sĩ già nồ đom đóm đỉnh đầu ông đau nhói như bực, bị một mũi dùi nhọn hoắt nung đỏ xiên thẳng vào bác sĩ cần lùi dần lùi dần đống lửa trong bếp bùng lên réo ồ ồ như chàng cười man dợ táp hơi lửa nóng rực vào mặt ông bác sĩ già đốt thui xém luôn lông mày lồng mì lồng mũi và chỏm tóc xõa trước chán ông bắt lửa khét lẹt trời ơi cái mũ eskimo vất đâu rồi phải chạy đi tìm cái mũ Eskimo thôi. Bác sĩ Trường Vĩnh Cần buột kêu lên nghẹn ngào, rồi quay người u té chạy như bị ma đuổi, bỏ lại đằng sau gian bếp bén lửa bùng lên như ngọn đuốc khổng lồ tế thần ngạo nghễ. Ông bác sĩ Trường Vĩnh Cần chạy đi đâu? Ông không biết chạy đi đâu nữa? Đôi cẳng chân già nua theo thói quen, đưa cái thân xác già của ông bác sĩ phóng một mạch ra sườn đào phía sau, nơi có vách đá dựng đứng và những cây mắt bão cổ thụ cành lá sum xuê thần gốc xù xì mọc xiên xiên. Nơi mà buổi sáng nào cũng vậy, ông vẫn mò ra ngồi tựa lưng vào gốc cây mắt bão, ngắm nhìn mặt hồ trong lành, dịu mát buổi sớm mai, đợi vầng mặt trời đỏ ao từ dưới trồi lên, đợi ba mẫn, bụng căng, vũ chắc, mông nhọn đôi săn, tóc dài chân chuông, vác cái vó lưới lùng phùng chạy nhông nhông trên mép sóng lan tăn. Đôi cẳng chân già nua của bác sĩ cần theo thói quen, đưa cái thân xác già của ông bác sĩ phóng một mạch ra sườn đảo phía sau rồi ông dụi xuống cạnh một gốc mắt bão xù xì mát lạnh ẩm ướt sương đêm đầu ông vẫn cứ giật lên đau nhói đám mây màu xám đùng đục lùng bùng quấn chặt lấy chán ông mắt mũi mồm miệng ông bác sĩ già luồng khí độc âm tia địa ngục từ dưới lòng đất sâu phụt lên vẫn chưa chịu tan phà vào da thịt ông ngấm vào tim óc gan phổi dạ dày ruột non ruột già dạ. thậm chí cả bọng đái ông bác sĩ khiến khắp người ông ớn lạnh tê dại nhức nhối bác sĩ cần đập đầu vào gốc cây mắt bão Mặt ông này đom đóm bác sĩ cần cấu mạnh vào mông đau nhói không phải một giấc mơ rồi những hòn cuội đầu sư la lóc kia những cây mắt bão xiên xiên như sắp đổ xuống vách núi đá sắc lờm chờm dựng đứng kia mặt nước hồ trong vắt cùng lan gió buổi sớm thổi dịu dịu được những tia nắng mặt trời sớm mai sưởi ấm đang chầm chậm nóng dần lên xung quanh Nào có phải là một giấc mơ Ông bác sĩ già dơ hai bàn tay lên sát mặt như kẻ soi gương Hai bàn tay răn reo Lấm bê bết cho bếp Máu và nước ối tanh lọ Bác sĩ Trung Vĩnh cần gần như xỉu đi Đúng lúc đó có tiếng sóng róc rách ngoài mặt hồ mờ sương Hiện ra một con đỏ tre Không mùi, không mái chèo Đứng ở trên đó là bà Mẫn Chiếc khăn mò quạ, yếm đỏ váy vàng ngang lưng thắt ruộng tượng, thướt tha có sự lạ lùng, chẳng cần treo lái mà con đò cứ lừ lừ trôi vào bờ. Bà mẫn trẻ trung khỏe mạnh tươi tắn, nhoen miệng cười vẫy ông bác sĩ già. Chàng đét ơi, xuống đó đi chơi hồ, rồi tôi kể chuyện kỳ quái lạ lùng cho chàng đét nghe. Như kẻ mộng du, bác sĩ cần lập cập trèo lên con đò nhỏ. Con đò tròng trành đong đưa, nước vỗ lép bép vào mạn đò. Một đàn cá nhỏ dài như đám tre, Trắng lôm lốp, bay rào rào trước mũi đò bác sĩ cần lóa mắt. Thoát một cái, con đỏ nhỏ đã trôi ra giữa hồ. Và cũng thoát một cái, bà Mẫn đã chút bỏ khăn váy yếm, hiện ra trần truồng rực rỡ như nàng công chúa vô thủy tề, vừa rẽ nước ngòi lên, như một người nguyên thủy từ thời tiền cổ hoang sơ hiện về. Mái tóc thiếu nữ đen nhánh, dài óng ả, à, cặp vũ chắc nắm cơm, bụng thằng căng, da trắng, mông nhọn, đùi săn chắc, hai mắt đen láy tinh khôn nghịch ngợ. Thấy ông bác sĩ già cứ trố mắt ra nhìn, lắc đầu liên hồi miệng lầm bẩm Không hiểu được, phép lạ lột xác, thật tình, phép lạ lột xác, không thể hiểu được. Bác Mẫn túm lấy tóc ông bác sĩ chớt nhà, dìm đầu ông xuống rồi rít lên. Cụp mắt xuống, đôi khi ra dâm dê. Nhìn tôi cười chuông mấy trăm ngày rồi chưa chán mắt hay sao? Hôm nay tôi cấm chỉ ông giờ cho tay máy, Tôi cho ông đi đò chơi hồ là để kể chuyện kỳ quái, lạ lùng ông nghe. Nào, chàng đét ơi, hãy cúi đầu nhìn thật kỹ xuống mặt hồ. Nhìn thật kỹ vào, nhưng bám chặt mạng đò, kèo ngã lộn cổ xuống chìm nghiêm như cục đá. Chàng đét ơi, có nhìn thấy gì không? Bác sĩ Trường Vĩnh Cần vươn cổ nhìn đăm đăm xuống mặt nước. Quanh ông, sóng vỗ rào rạt trời đất mênh mông, mặt nước hồ sâu thẳm khôn cùng ánh lên những ánh vàng rực rỡ kỳ ảo. Phải chăng, đó là ánh nắng, là ánh sáng, là mây trời lặng lẽ in xuống. Dần dà những ánh vàng rực rỡ đó tan biến đi nhường lại màu nước leo lẻo đong đưa đong đưa, trong đến khôn cùng, trong đến rợn ra gà. Bác sĩ cần đăm đăm nhìn như bị hút hết hồn vía xuống nơi thẳm sâu, dưới tận đáy tầng nước Dần dần hiện ra những ngôi nhà lô xô, những cây bưởi, cây mít, cây cao, cây na, những cái chum, cái vải, cái cối, vật lăn lóc bên những con đường mòn ngoằn ngoèo quanh co. Rồi những bức tường nghiêng nghiêng sắp đổ xuống, những thành giếng méo, giếng tròn, giếng vuông, tất cả đều phủ một lớp dòng rêu xanh lét, bợt bạc, giá lạnh, vô hồn. Đây là thế giới mông hồ nào vậy? Hay chỉ là một xóm núi nghèo nàn thưa thớt, bị dìm sâu dưới trăm ngàn thước nước. Chẳng cần biết, chẳng cần hay, chỉ thấy ghê sợ một điều là cái thế giới mơ hồ xóm núi, thừa thớt nghèo nàn chết chìm đó, sau khi im phăng phắc như một ào ảnh không hề vang lên một tiếng động, dù rất nhỏ. Thỉnh thoảng một làn gió thổi tới, mặt hồ cuộn sóng nhẹ nhẹ, khiến tầng nước chuyển động lắc lư, thì nhà cửa, cây cối, bức tường, thành giếng con đường chuông vại tiều xanh của cái xóm núi chết chìm đó, nhất loạt châm châm truyền động đong đưa lắc lư theo nom hệt như những bóng ma thức dậy kêu van than khóc đòi lại cuộc sống trần gian đã bị cướp mất trắng trợn tàn bạo hai mắt ông bác sĩ già đau nhức gần như sắp lồi hẳn ra khỏi hố con mắt lưng ông ớn lạnh hai bàn tay run rẩy hai đầu gối va lập cập bác sĩ cần cố ngẩng đầu lên nhưng cổ ông cứng đờ đầu ông như bị hai bàn tay vô hình ấn mạnh xuống mạnh đến nỗi mặt ông dí sát mặt nước. Có một ma lực nào đó kỳ dị mạnh mẽ khôn cùng, giống như ma lực của cách chết, của cõi âm ti địa ngục phụt lên từ cái thế giới mơ hồ xóm mũi nghèo khổ thưa thớt, chết chim, đáy thầm sâu dưới tầng nước kia, cứ hút chặt lấy hồn vì ông bác sĩ già, khiến ông nghẹn ngào hút hoảng tắc thở. Bác sĩ cần cố vòng tay ra phía sau, cấu mạnh vào mong đít đau nhói. Đau quá! Vậy là không phải ông đang sống trong một thế giới mê sảng bọng mị. Vậy thì ông đang sống trong một thế giới nào đây? Trong một thế giới trần gian thực tại ư? Bác sĩ Trương Vĩnh Cần ôm đầu, ông muốn kêu lên, muốn gào lên, muốn khóc lóc dò ra những giọt nước mắt mặn chát nóng bỏng. Nhưng cổ họng ông tắc nghẹn, nước mắt ông giáo hoành, tâm trí đờ đẫn. Bàn tay ma quỷ vô hình vẫn cứ ấn sát đầu ông xuống mặt nước hồ có lẽ cái thân xác già của ông sắp ngã lộn cổ chết chìm chết đuối trong cái hồ này mất thôi bác sĩ cần giàu dĩ tuyệt vọng hoảng hốt như vậy nhưng đúng lúc đó bà mẫn vươn tay túm tóc ông và kéo ngược mặt ông quay lại hai hàm răng hạt na đều đặn đen rưng rức loang loáng ánh nắng của bà mẫn nhe ra cười bác sĩ trương vĩnh cần lầy bầy khuyệu xuống như hình nhân không xương giọng bà mẫn vút lên lành lót như chiếng chim họa mi Chàng đét ơi là chàng đét ơi! Nhà cửa, cây cối, trúm vại, tường giếng, đường đi lối lại chàng đét vừa nhìn thấy ở dưới đáy lòng hồ. Không phải là cảnh vật thủy cung của vua thủy tê cái quan đâu. Đấy là cái xóm núi của vợ chồng tôi, hồi trước bị chim nghiệm dưới đáy nước. Chồng thích mắt lắm. Suốt ngày suốt đêm nó cứ miên man sột soạt động đậy ngả nghiêng. Gió rừng thổi về ào ạt, Cây cối rung lên rào rào ngà ngốn vặn trước vặn sau đảo điên uốn éo cứ như là lên đồng. Ánh à nắng mặt trời sưởi ấm, những nóc nhà, những con đường đổ bóng xiên xiên lên những bức tường, những cọc hàng rào vào tháng 3 tháng 4 chuồn chuồn đậu trồng đuôi chấp chới báo hiệu những cơn mưa từ ngoài bể mưa về răng mắt trên mặt ao mặt nước giếng trong leo lẻo nước ở vùng quê xóm núi vợ chồng tôi vùng quê có nguồn nước ngọt vọt ra từ trong một quả núi thăm thẳm nên ngọt lắm trong lắm con gái xóm núi gội đầu nước nguồn này nên tóc dài tha thướt mềm mại đen óng như than chàng đét ơi là chàng đét ơi bác sĩ trương vĩnh cần cố mở to hai con mắt ánh nắng mặt trời trói lòa vô vàn mũi kim nhọn hoắt nóng bỏng hà hê đắc chí xuyên thẳng xuống như muốn chọc mù hai con mắt ông khiến nước mắt ông bác sĩ già tháo ra đầm đìa rong rong tuôn chảy bóng bà mẫn vọt lớn lên to cao lồng lộng như bóng núi mặt bà đen xì mái tóc dài sổ tung loang loáng phát sáng ra như đang bốc cháy giọng bà mẫn cứ vút lên nhưng lúc này không giống tiếng chim họa mi mà giống như tiếng rít kèn kép, nhọn hoắt ghê rợn của vòng bánh xe lừa xiết trên đường dây canh hai đêm hôm trước cái ngày nổ mìn phá đập thượng nguồn trăng sáng vàng vặc thăng cháu thung đội cái thúng trong úp bảy con chó con mới đẻ đằng sau thất thều con chó mẹ vú về thốn thẹn cả nhắc chạy theo đến đập cửa nhà tôi thằng thúng gào lên sau giờ này ba con ngồi trên phán nhai cho bòm bém bà gan bướng giờ người bát sách thế này xóm núi ta mất điểm thi đua là tại ba còn oán bà lắm con nói dã bọt mép ra rồi cơ hội ngàn vàng tự dưng cả cái xóm núi này được cắt khẩu với thị trấn làm ăn buôn bán nhã nhã sung sướng một bước lên tiên đổi đời tiền vào như nước tiền ra nhỏ giọt như phin cà phê thoát khỏi cái nợ truyền kiếp chân lấm tay bùn cả đời cứ cúi đầu trồng mông bán mặt cho đất bán lưng cho trời khốn khổ khốn nạn vất vả nhọc nhằn nhục hơn con chó sướng thế mà bà vẫn cứ ngồi lì trên phàn đùng để nhai trầu hay là bà chê ở thị trấn chật trội Bà ơi, một mình bà được đền bù hơn hai chục mét vuông, đất mặt tiền, ưu tiên số một đấy. Bà có lưỡng lự nỗi gì, còn tiếc gì cái ngôi nhà tranh lục sụp này, còn tiếc gì cái giếng méo của bà, còn tiếc gì cái mảnh vườn sữa còi cọc cây na cây bưởi cây đu đủ được. Bà ơi, có mời bà ba bốn lần lên ủy ban xã, thì ba lần bà lăn ra đất vật vã kêu than, mồ mà tổ tiên, mà con thì đã thông báo với bà rất rõ ràng về chế độ chính sách đền bù đất ở thổ cư cùng những khoản trợ cấp di chuyển tất cả mồ mà xóm núi ta về tập kết ở khu đất dịch vụ tại Nghĩa Trang Thị Trấn được chuẩn cất miễn phí 100% chu đáo tận tình có trước có sau tôn trọng phong tục tập quán dân tộc đến thế là cùng ấy vậy mà cho đến lúc này rồi mà bà vẫn còn thản nhiên ngồi bòm bèm nhai trầu thì con nên chịu bà còn chắp tay lại bà cả nón vì tình nghĩa họ hàng tròm xóm ràng buộc dây nhợ nên con mới phải chịu bà chứ bà là người ngoài thì con đã hồ dân quân trói gô cổ bà lại rồi đợi đội quy tắc cưỡng chế công an kiểm sát huyện họ về xử lý thì bà sẽ hiểu được thế nào là hai chữ lễ độ lúc đó xe húc xe ben sẽ xúc bà lên thùng như xúc cá mắm bà có muốn ăn vạ ở lại chết chìm cùng tôm cá cũng chẳng được đâu Thằng cháu thung, đội cái thúng trong úp bảy con chó con mới đè gào giống lên như vậy. Bà mẫn chỉ ngồi im, mồm bỏm bèm nhai trầu, rồi bà nhổ cái bã trầu ra, sẽ sàng. Anh cứ đi trước đi, tôi ở lại là muốn xem con nước là đồ về nhấn chìm cái xóm núi này như thế nào. Thằng thung trợn mắt, bà có điên không đấy? Bà mẫn cười, tí nữa tôi ra núi vượn vàng, ngồi đợi nước đổ về ngập đến đâu. Tôi chạy lên tới đó, anh chẳng bảo cả vùng này sẽ ngập hết, chỉ còn lại tròn hòn cái mỏm núi vượn vàng không ngập, sau này sẽ hóa thành đảo vượn vàng đấy thôi. Tôi sẽ ở lại trên đảo ít ngày, rồi tôi bơi thuyền về thị trấn kể lại chuyện cái xóm núi bị nhấn chìm dưới nước cho anh hay. Thằng thung giật nảy người, trố mắt nhìn rồi đột một câu. Bà có thích sống ở ngoài đảo lâu dài không? Bà Mẫn chậm rãi hỏi lại Anh hỏi thế ý là thế nào Thằng thùng tặc lưỡi Là bởi vì trong quy hoạch tổng thể Nhấn chìm cái xóm núi Có mục bảo tôn bảo tàng động vật quý hiếm Chim muông cày cáo Nhất là bay vượn lông vàng Và sau này sẽ được gọi là động vật quý hiếm Có tên trong sách đỏ của Liên Hợp Quốc Nếu bà có ý, định Ở lại đào suốt đời Trong non đàn khi còn sót lại Thì con sẽ chạy cho bà cái chân nhân viên sở thú lương lậu biên chế hẳn hoi nhưng con nói trước điều kiện tiên quyết là phải cắt hộ khẩu truyền giáo đạo nghe thằng thung nói vậy ba mẫn ngồi im lặng thằng thung cười nhạt lẩm bẩm phương án tối ưu hai bên cùng có lợi rồi nó quay đít bỏ đi con chó mẹ vú vê thốn thẹn cả nhắc chạy theo cái thúng đội trên đầu thằng thung có úp bảy con chó con đang tranh nhau sủa oang oẳng. Mặt trời trói quá hai con mắt bác sĩ cần nổ đom đóm, hoa cá hoa cải. Ông bác sĩ già giật mạnh đầu cho tóc tuột khỏi bàn tay bà Mẫn. Ông quay mặt, mở to mắt, đăm đăm nhìn xuống mặt hồ. Còn đỏ tre không trèo lái, không cánh buồm, vẫn trôi lờ lờ như bị ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Mặt nước trong vắt, thăm thầm, nhìn thấu tới tận những mái tranh phủ rêu xanh bợt dưới đáy hồ. Trời lặng gió, mặt hồ không một gợn sóng, Tầng nước thẳng nướng im phăng phắc như một khối băng khổng lồ dựng đứng, phàn chiếu với thế giới mơ hồ xóm núi chết chìm dưới đáy hồ kia. Im phăng phắc, chết cứng như hóa đá, bí ẩn lạnh lẽo và buồn đến nao lòng, buồn đến nỗi không thể cúi nhìn mãi được. Bác sĩ cần ngẩng đầu lên, ánh nắng từ từ dịu xuống nhạt nhòa, bởi một tảng mây xám đen vĩ đại dày đặc đang chậm chậm, ăn dần dần, vầng mặt trời tròn xoe, Bà Mẫn đã biến mất như bóng ma, chỉ còn lại trơ lại bác sĩ già, một mình trên con đò tre tròng trành. Bác sĩ Trương Vĩnh cần lập cập đứng lên. Ba bề bốn bên, trời nước mênh mông, gió réo ù ù, tiếng người la hét, tiếng sóng vỗ rào rào, tiếng bước chân chạy, tiếng hú lành lót của bầy khỉ. Rồi một cơn gió từ cái thế giới mơ hồ câm lặng xóm núi chết chìm dưới đáy hồ kia, xé đôi mặt nước, hốc lên, phá hơi lạnh bút vào mặt bác sĩ Cần khiến ông nổi ra gà nhắm tịt hai con mắt lại con thuyền không buồm không lái quay tít mù mây trôi phăng y như bị một loài thủy quái khổng lồ ghê gớm dưới đáy hồ lôi đi bác sĩ cần sợ đến tắc thờ choáng váng mặt mày vội ngồi thụp ngay xuống túm chặt lấy thanh thuyền hai mắt vẫn nhắm chặt không dám mở ra nữa tiếng gió ồ ồ tiếng sóng rào rào tiếng hú của bầy vượn tiếng người kêu van la hét tiếng bước chân chạy rầm rập hòa trộn vào nhau réo lên ầm ầm hỗn tạp thất thần tống vào tay ông bác sĩ già khiến ông cứ như mê đi chẳng hề hay biết điều gì sắp xảy ra mưa bão động đất gió xoáy sóng thần hay sắp đến giờ khắc tận thế nếu là một người thiên chúa giáo thì chắc chắn bác sĩ cần đã làm dấu thánh cầu chúa nếu là một vị tăng ni phật tử thì bác sĩ cần đã van xin phật tổ như lai hoặc đức văn thổ bồ tát phổ hiền bồ tát nhưng than ôi, vốn là kẻ vô đạo, vô thần. Nên giờ đây ông bác sĩ già chỉ có biết nhắm tịt hai mắt, luôn mồm kêu khổ. Ông bác sĩ già đâu biết, non nửa tháng nay, mưa nhiều ở mạn thượng du, nước lũ đồ về đầy ứ lòng hồ, sợ vỡ đập. Nên người ta phải mở bốn cánh cửa cống to tướng cho nước tràn xuống hạ lưu. Con thuyền không trèo không lái mà ông bác sĩ già đang ngồi, đang bị hút theo dòng xả lũ, lao vồn vút ra khỏi lòng hồ và chỉ dăm phút nữa thôi là nó con thuyền không cánh buồm không chèo lái này sẽ bay vào có mặt đập tràn khổng lồ rơi xuống dòng chảy dưới mạn hạ lưu và cứ thế lại tiếp tục trôi vồn vụt một lèo ra tới bể đông và rồi hơn ngày sau thì tấp vào một thương cảng không tên ở miền nam trung phần cái thương cảng mà thuyền trưởng mùi cá ngạnh mấy năm nay vẫn ghé vào cho đám thủy thủ trên xà lan ăn trộm ăn cắp than bán cho bọn đầu nậu trốn thuế để kiếm chút ít tiền bạc đập vào các khoản cờ bạc rượu chè gái gú